toàn cảnh thế giới tối ngày 8 tháng 11. 40 lãnh đạo châu Âu hợp bàn quốc phòng sau khi ông Trump đắc cử. Ông Trump ủng hộ cuộc chiến tổng lực của Israel chống lại Iran, gửi tối hậu thư cho Hamas về các con tin. Máy bay F-15 có mặt tại Trung Đông tăng cường cảnh báo tới Iran. Israel tăng cường không kích vào lực lượng Hezbollah ở Liban. Hamas kêu gọi chấm dứt xung đột sau khi ông Trump đắc cử. Tất cả sẽ có ngay sau đây. 40 lãnh đạo châu Âu hợp bàn quốc phòng sau khi ông Trump đắc cử. Quý vị thân mến, tại hội nghị thượng đỉnh Cộng đồng Chính trị châu Âu EPC diễn ra ở Budapest, Hungary, các nhà lãnh đạo châu Âu tập trung bàn về tương lai an ninh khu vực trong bối cảnh ông Trump đắc cử Tổng thống Mỹ. Ngày 7 tháng 11, 40 lãnh đạo châu Âu hợp bàn về quốc phòng tại hội nghị thượng đỉnh Cộng đồng Chính trị châu Âu EPC ở Budapest, Hungary. Tại đây, các nhà lãnh đạo đã nhất trí về việc các nước châu Âu phải chịu trách nhiệm nhiều hơn an ninh của mình và ít phụ thuộc hơn vào Mỹ. Theo hãng tin Reuters, EPC diễn ra trong bối cảnh có nhiều lo ngại rằng việc ông Donald Trump đắc cử Tổng thống Mỹ sẽ đặt ra một loạt các thách thức lớn đối với châu Âu. Điều này có thể sẽ mở ra một kỷ nguyên bất ổn lớn vào thời điểm châu lục này đang phải vật lộn để tìm kiếm sự thống nhất giữa lúc hai cường quốc lớn nhất khu vực là Đức và Pháp đều đang gặp khó khăn về chính trị. Châu Âu phải tự bảo vệ mình. Đã có sự nhất trí rằng châu Âu nên chịu trách nhiệm nhiều hơn cho hòa bình và an ninh của mình. Nói thẳng ra, chúng ta không thể chờ người Mỹ bảo vệ chúng ta. Thủ tướng Hungary Viktor Orbán phát biểu tại hội nghị. Các nhà lãnh đạo khác tại hội nghị cũng có thông điệp tương tự về việc tự tăng cường quốc phòng và an ninh chung châu Âu như một tín hiệu rõ ràng gửi tới ông Trump, người đã nhiều lần chỉ trích tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, theo Reuters. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhấn mạnh, chúng ta không thể giao phó vấn đề an ninh cho người Mỹ mãi được, chúng ta cần có khả năng tự vệ. Đồng thời cảnh báo rằng, châu Âu không được trở thành động vật ăn cỏ, yếu ớt, bị các loài động vật ăn thịt bao quanh. Phát biểu tại hội nghị, Tổng thống Ukraine ông Volodymyr Zelensky nói rằng vẫn còn quá sớm để dự đoán ông Trump sẽ thực hiện chính sách như thế nào. Nhưng một nước Mỹ mạnh mẽ sẽ tốt cho châu Âu và ngược lại, theo Reuters. Ông Zelensky cho biết, tất nhiên chúng ta vẫn chưa thể biết hành động của ông ấy sẽ như thế nào, nhưng chúng tôi hy vọng rằng nước Mỹ sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Đây chính là kiểu nước Mỹ mà châu Âu cần, và theo tôi, một châu Âu mạnh mẽ chính là điều mà nước Mỹ cần. Trong khi đó, nhiều nhà lãnh đạo khác thì thẳng thắn bày tỏ mối quan ngại của họ với ông Trump, đặc biệt là viễn cảnh xảy ra chiến tranh thương mại sau khi ông Trump nhậm chức. Điều đó không được phép xảy ra. Bây giờ chúng ta hãy cố gắng tác động đến chính sách tương lai của Mỹ và ông Trump để ông ấy hiểu được những rủi ro liên quan. Thủ tướng Phần Lan Petteri Orpo phát biểu. Thách thức phía trước. Cũng tại hội nghị, các nhà lãnh đạo châu Âu khác bày tỏ sự không đồng tình với quan điểm của ông Orbán về việc phải xem xét lại vấn đề hỗ trợ cho Ukraine, báo hiệu về một trong nhiều thách thức lớn mà châu Âu phải đương đầu sau khi ông Trump tái đắc cử. Theo Reuters, Chủ tịch Ủy ban châu Âu bà Ursula von der Leyen là một trong số nhiều người không đồng tình với quan điểm của ông Orbán, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc châu Âu và Mỹ tiếp tục ủng hộ Ukraine chống lại Nga. Theo vào đó, ngay trước khi các nhà lãnh đạo châu Âu họp bàn về quốc phòng tại Budapest, chính phủ liên minh của Đức đã tan rã vào hôm 6 tháng 11 sau khi Thủ tướng Olaf Scholz sa thải Bộ trưởng Tài chính, đẩy nước này rơi vào khủng hoảng chính trị. Điều này càng khiến cho viễn cảnh thách thức về việc tự bảo đảm an ninh chung mà châu Âu phải đối mặt trong thời gian tới ngày một rõ nét hơn. Một điều chắc chắn là châu Âu không thể mạnh mẽ nếu không có một nước Đức mạnh mẽ, Chủ tịch Nghị viện châu Âu Roberta Metsola nhấn mạnh tại hội nghị. Ông Trump ủng hộ cuộc chiến tổng lực của Israel chống lại Iran, gửi tối hậu thư cho Hamas về các con tin. Iran đang đối diện thách thức cực lớn khi ông Donald Trump chuẩn bị quay lại Tòa Bạch Ốc. Ấn phẩm Marib của Israel cho biết, ông Donald Trump đã bật đèn xanh cho Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu để thực hiện bất kỳ hành động nào chống lại Iran. Theo các nguồn tin, Tổng thống mới đắc cử của Mỹ đã trao cho Israel toàn quyền tự do hành động liên quan đến những bước đi không chỉ chống lại Iran mà còn ở các lực lượng ủy nhiệm của Tehran như Hamas và Hezbollah. Ông Trump được cho là đã bảo đảm với Thủ tướng Netanyahu về sự ủng hộ toàn diện đối với bất kỳ bước cần thiết nào để bảo vệ lợi ích của Israel.
Điều này có thể đồng nghĩa với việc mở rộng hơn nữa các chiến dịch của Israel và gia tăng áp lực quân sự lên các vùng lãnh thổ lân cận. Trước đó, ông Trump nhiều lần bày tỏ sự ủng hộ đối với Israel và chỉ trích các chính sách của Iran, đồng thời nghiêng về các biện pháp cứng rắn chống lại những nhóm vũ trang thân Iran ở Trung Đông. Trong diễn biến khác, ông Donald Trump, người vốn nổi tiếng với lập trường cứng rắn trong các vấn đề an ninh và chính trị quốc tế, đã gửi lời cảnh báo gay gắt tới nhóm vũ trang Hamas tại Palestine. Tổng thống mới đắc cử của Mỹ cho rằng nếu các con tin bị Hamas bắt giữ không được thả ra, nhóm này có nguy cơ bị tiêu diệt. Ông Trump nhấn mạnh rằng bản thân sẵn sàng thực hiện bất kỳ biện pháp nào giúp đạt được việc giải phóng người dân. Tuyên bố của ông Trump được đưa ra trong bối cảnh xung đột leo thang gần đây và áp lực quốc tế ngày càng tăng đối với Hamas, yêu cầu thả ngay lập tức tất cả những người bị giam giữ. Ông Trump, người vừa giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, nhấn mạnh rằng bản thân sẽ không cho phép tiếp tục sử dụng con tin như một công cụ gây áp lực. Chứ chuyên gia tin rằng những tuyên bố như vậy có thể làm tăng sức ép lên Hamas và giúp đẩy nhanh các cuộc đàm phán. Máy bay F-15 có mặt tại Trung Đông tăng cường cảnh báo tới Iran. Quân đội Mỹ cho biết các máy bay chiến đấu F-15 đã được triển khai đến Trung Đông trong ngày 7 tháng 11 như một nỗ lực của Washington trong việc tăng cường cảnh báo Iran và các lực lượng thân Iran trong khu vực. Hôm nay, các máy bay F-15E Trick Eagles của Không quân Mỹ thuộc đội tiêm kích 492 RAF Lockheed ở Anh đã đến khu vực do Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ gọi tắt là CENTCOM quản lý. Thông báo đăng trên mạng xã hội X của Bộ Chỉ huy CENTCOM phụ trách khu vực Trung Đông nêu rõ. Trước đó, trong ngày 1 tháng 11, Mỹ tuyên bố nước này sẽ điều động máy bay ném bom, máy bay chiến đấu và máy bay tiếp nhiên liệu cùng tàu khu trục, phòng thủ tên lửa đạn đạo đến Trung Đông. Phát ngôn viên ngũ chất đài, Thiếu tướng Pat Ryder cho biết trong một tuyên bố về đợt triển khai rằng nếu Iran, các đối tác hoặc các lực lượng thân Iran lợi dụng thời điểm này để nhắm vào binh sĩ hoặc lợi ích của Mỹ trong khu vực, Mỹ sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ người dân của chúng tôi. Các đợt triển khai khí tài gần đây của Mỹ tới Trung Đông diễn ra trong bối cảnh căng thẳng khu vực ngày một leo thang. Ngày 26 tháng 10, Israel đã tiến hành các cuộc không kích vào các cơ sở hạ tầng quân sự Iran để đáp trả cuộc tấn công bằng tên lửa của Tehran hồi đầu tháng. Ngay sau khi Israel thực hiện không kích, trang ACS dẫn lời một quan chức Mỹ và một cựu quan chức Israel cho biết Mỹ đã yêu cầu Iran dừng ý định tiến hành thêm một cuộc tấn công vào Israel, đồng thời khẳng định Washington sẽ không thể kiềm chế Israel nếu nước này tấn công lần nữa. Lãnh đạo tối cao Iran Ali Khamenei ngày 2 tháng 11 tuyên bố sẽ đáp trả khốc liệt Israel và Mỹ vì các cuộc tấn công nhằm vào Iran cũng như các nhóm vũ trang trong khu vực. Tuy nhiên, ông Khamenei không nói rõ về thời điểm cũng như phạm vi cuộc tấn công đáp trả tiềm tàng của Iran. Đây có thể coi là cảnh báo gay gắt nhất của ông Khamenei kể từ khi xung đột Iran-Israel leo thang hồi đầu năm nay với các cuộc tập kích trả đũa lẫn nhau. Iran đã thực hiện hai cuộc tấn công lớn vào Israel trong năm 2024, một cuộc vào tháng 4 và một cuộc tấn công khác vào tháng 10 với khoảng 200 tên lửa. Vụ tấn công trong tháng 10 được cho là phản ứng của Tehran đáp trả vụ ám sát loạt nhà lãnh đạo của các nhóm vũ trang bao gồm Hamas và Hezbollah ở Trung Đông. Israel tăng cường không kích vào lực lượng Hezbollah ở Liban. Không quân Israel hôm 7 tháng 11 đã thực hiện đòn không kích gần thành phố Sidon, Liban, khiến một nhóm binh sĩ của Liên Hợp Quốc có mặt ở đó bị thương. Báo Naharet của Liban dẫn thông tin từ Bộ Y tế nước này cho biết, Israel vào hôm 7 tháng 11 đã tiến hành cuộc không kích nhằm vào một phương tiện có mặt ở tuyến đường chính đi vào thành phố Sidon, khiến ít nhất 3 người thiệt mạng. Bộ Y tế Liban cho biết, do chiếc xe chở lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc tại Liban, UNIFIL, chung làng với phương tiện bị không kích, nên một số binh sĩ UNIFIL cũng bị thương. Bộ Quốc phòng Malaysia sau đó xác nhận ít nhất 6 binh sĩ nước này thuộc UNIFIL đã bị thương trong vụ không kích trên. Thông cáo từ Bộ Quốc phòng Malaysia viết, thương tích của nhóm binh sĩ trên tương đối nhẹ, người lính bị gãy xương và phải đưa tới bệnh viện. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình và cam kết bảo đảm an toàn cho các binh sĩ Malaysia trong khi thực hiện các sứ mệnh gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc. Hamas kêu gọi chấm dứt xung đột sau khi ông Trump đắc cử. Ngày 7 tháng 11, người phát ngôn của phong trào Hamas Bassem Naim kêu gọi lập tức chấm dứt cuộc xung đột giữa Hamas và Israel tại Gaza
sau khi ông Donald Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Chia sẻ với báo Newsweek, ông Naim cho biết việc bầu ông Trump làm Tổng thống thứ 47 của Mỹ là vấn đề riêng của người Mỹ, nhưng người Palestine mong muốn Israel lập tức chấm dứt xung đột, đặc biệt là tại Gaza, và tìm kiếm sự hỗ trợ để đạt được các quyền tự do, độc lập và thành lập nhà nước độc lập tự chủ với Jerusalem là thủ đô. Trong nhiệm kỳ Tổng thống đầu tiên, ông Trump xây dựng mối quan hệ gần gũi với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Tuy nhiên, cựu Tổng thống Mỹ chỉ trích một số quyết định của ông Netanyahu trong thời gian xung đột giữa Israel-Hamas, đồng thời kêu gọi hai bên sớm chấm dứt giao tranh. Theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ cùng ngày 7 tháng 11, Ngoại trưởng nước này Antony Blinken có kế hoạch tiếp tục nỗ lực chấm dứt xung đột tại Gaza và Liban trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo chính quyền của Tổng thống Biden sẽ tiếp tục theo đuổi mục tiêu chấm dứt xung đột ở Gaza và Liban, tăng cường viện trợ nhân đạo cho Gaza cho đến ngày 20 tháng 1 năm 2025 khi Tổng thống đắc cử nhậm chức. Kể từ khi xung đột bùng phát vào ngày 7 tháng 10 năm 2023, Ngoại trưởng Mỹ Blinken đã thăm Israel ít nhất 11 lần. Chuyến thăm gần đây nhất của ông diễn ra vào ngày 22 tháng 10 vừa qua trong khuôn khổ nỗ lực thúc đẩy đàm phán ngừng bắn ở dải Gaza và thảo luận về tương lai khu vực sau khi thủ lĩnh Hamas Yahya Sinwar thiệt mạng. Liên quan đến xung đột tại Gaza, truyền thông Palestine đưa tin quân đội Israel thông báo người dân Gaza phải di tản khỏi khu tị nạn Jabalia và các khu vực phía bắc Gaza sẽ không được phép trở về nhà bởi lực lượng bộ binh của Israel tiến hành chiến dịch tại đây. Chuẩn tướng Isaac Cohen của quân đội Israel nói rằng hàng hóa viện trợ nhân đạo sẽ được phép thường xuyên vào khu vực phía nam của thành phố Gaza, nhưng không phải phía bắc do không còn thường dân ở khu vực này. Theo số liệu từ cơ quan y tế tại Gaza, trong hơn một tháng quân đội Israel áp đặt lệnh bao vây chặt chẽ ở khu vực phía bắc Gaza, đặc biệt là trại tị nạn Jabalia, có hơn 1.800 người Palestine thiệt mạng và 4.000 người bị thương. Đến nay, Israel đã chia cắt dải Gaza thành hai bằng cách tạo ra hành lang Netzarim ngăn cách nơi từng là thành phố Gaza đông dân với phần còn lại của dải đất này. Quốc hội Israel đã thông qua dự luật cho phép trục xuất bất kỳ ai có người thân tham gia cuộc kháng chiến của Palestine về dải Gaza hoặc những địa điểm khác, ngay cả khi người đó có quốc tịch Israel. Đạo luật này do các thành viên của đảng liên kết của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và các đồng minh cực hữu của ông đề xuất đã được thông qua với tỷ lệ 61 phiếu thuận và 41 phiếu chống. Luật áp dụng với công dân Palestine và những người sống tại khu vực Đông Jerusalem bị sáp nhập, cũng như bất kỳ ai ủng hộ hoặc khuyến khích hành động của người thân tham gia hoạt động nói trên. Theo đó, những người này có thể bị trục xuất đến dải Gaza hoặc một địa điểm khác mà chính quyền Israel lựa chọn trong khoảng thời gian từ 7 đến 20 năm. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc nội dung phần tin tức của chúng tôi tại đây. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình xin quý vị để lại ở dưới phần bình luận hoặc gửi qua hòm thư htdnews.btv@gmail.com. Một lần nữa, đội ngũ HTD News rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị khán thính giả. Xin chào và hẹn gặp lại ở bản tin kế tiếp.